Xin chào quý vị và các bạn. Sáng sớm vẫn là thời điểm mát mẻ và ẩm ướt nhất của miền Bắc khi những cơn mưa rào và dông kéo đến các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong đêm qua và sáng nay cũng vậy, những luồng gió đông nam đưa không khí ẩm từ biển vào đất liền và tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc. Trong đó, đáng lưu ý là các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình còn có mưa to đến rất to và dông. Do có mưa nên thời tiết ban sáng khá dễ chịu, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ tại vùng núi và từ 25 cho đến 28 độ tại vùng đồng bằng. Cảm giác mát mẻ sẽ duy trì đến khoảng 9-10 giờ sáng. Càng về trưa chiều, mưa giảm, trời hửng nắng nhưng còn nhiều mây, độ ẩm tương đối cao gây ra cảm giác hơi oi nóng với mức nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho đến 33 độ. Tại các tỉnh Trung Du và vùng núi trong ngày trời có nắng nhiều hơn và nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng từ 2 đến 3 độ, có nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ. Với miền Trung, thời tiết có phần nắng ráo hơn do chịu ảnh hưởng chính bởi vùng thấp nóng ở phía Tây, cho nên trong ngày trời nắng nhiều, vùng núi và Trung Du từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế còn có nắng nóng nhen nhóm trở lại với nhiệt độ tăng lên mức từ 35 cho đến 36 độ. Mưa không xảy ra nhiều, chủ yếu chỉ là mưa dông thoáng qua ở một vài nơi nên sẽ gây ra cảm giác nóng bức. Ở phía nam đèo Hải Vân, các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời nhiều mây hơn một chút về đêm và sáng, và không khí cũng dễ chịu hơn khi nhiệt độ thấp hơn so với vùng núi phía Tây khoảng 2 độ, phổ biến dưới 34 độ. Sau những ngày mưa rả rích, thời tiết hôm nay cũng như những ngày cuối tuần tại miền Trung sẽ thuận lợi trở lại cho các hoạt động du lịch biển. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, sau những ngày mưa dông liên tục, hôm nay mưa dông giảm hẳn tại khu vực. Do chịu ảnh hưởng đơn thuần của trường gió Tây Nam có cường độ yếu, nên những cơn mưa dông chỉ còn xảy ra chủ yếu vào thời điểm chiều tối. Còn vào trưa chiều trời tạnh ráo và nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên sẽ từ 29 cho đến 32 độ và từ 32 cho đến 35 độ là nhiệt độ cho các tỉnh thành Nam Bộ. Nhìn chung là nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch tại các tỉnh phía Nam. Trên biển Đông, gió hầu hết đều hoạt động với cường độ trung bình đến yếu, nên biển không động và sóng biển êm, thời tiết tạnh ráo, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ thịnh hành ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, khiến cho biển hơi động, cho nên các tàu thuyền hoạt động tại đây cần chú ý để đảm bảo an toàn. Như vậy là ngày hôm nay, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cùng chung xu thế giảm mưa, trời nắng, thậm chí nắng nóng nhen nhóm trở lại tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ, mưa dông vẫn còn tiếp diễn vào đêm và sáng, tập trung tại vùng núi phía Bắc và ven biển phía Đông. Mưa dông khiến cho tiết trời chuyển mát nhưng cũng sẽ gây chút phiền toái cho người dân và du khách trong những ngày cuối tuần. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có sự chuẩn bị chu đáo cho những kế hoạch trong ngày của mình. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Thank you.